Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Nhân dân xã Liên Phương đồng thuận nhường đất cho các dự án. Xã Tam Đa, huyện Phù Cử xây dựng các tuyến đường nông thôn mới. Người cao tuổi, trẻ em cần tăng cường phòng bệnh khi thời tiết chuyển lạnh. Đẩy lùi HIV gắn với không kỳ thị người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về phân công điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Lương Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thôi giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, phân công điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả đồng chí Lương Anh Tuấn đã đạt được trong quá trình công tác thời gian qua, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới là Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm công tác cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, ra soát chức năng, nhiệm vụ Ban Nội chính, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, tiếp tục phát huy đoàn kết, phối hợp chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung làm rõ các nội dung công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong năm 2023, cấp ủy chính quyền các cấp trong thị xã tiếp tục đề cao hơn nữa tính chủ động sáng tạo trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn. Tập trung vào các giải pháp về phát triển sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thị xã. Nhận thức rõ lợi ích sau khi các tuyến đường giao thông trọng điểm được mở ra, nhân dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã đồng thuận nhất trí dành đất nông nghiệp, đất thổ cư cho dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm. Xã Liên Phương vừa tiếp nhận 4 dự án làm đường qua địa bàn, gồm đường trục phía Nam, khu đại học Phú Hiến, đường trục trung tâm khu đại học Phú Hiến, đường trục phía Bắc khu đại học Phú Hiến và dự án đường đô thị. Ngay sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, 100% hộ dân có đất dự án đi qua đã đồng thuận dành đất cho dự án, gồm 810 hộ có đất nông nghiệp và gần 70 hộ có đất thổ cư. Hộ có nhiều diện tích như hộ ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Đông Triều gần 320m² đất thổ cư, hộ bà Đào Thị Bầu, thôn An Triều 1 trên 1.600m² đất nông nghiệp. Sau khi mà có các cái chủ trương, địa phương đã họp triển khai các cái nội dung đến người dân, đồng thời là triển khai qua các cái hội nghị của thôn thông báo dự án cho người dân nắm được và thông báo công khai quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, chỉ sau thời gian ngắn, hai dự án đường trục phía Bắc khu đại học Phú Hiến và đường đô thị đã hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành san lấp. Riêng dự án đường trục trung tâm và đường trục phía Nam khu đại học Phú Hiến, nhân dân đã nhất trí quyết định thu hồi và đang chờ thành phố ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tam Đa, huyện Phù Cử đã phát động phong trào thi đua xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Cho đến nay, một số tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, mang lại diện mạo mới cho vùng quê nơi đây. Năm 2022,
để hưởng ứng phong trào xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường thôn Tam Đa được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 10 triệu đồng mua cây xanh, xây bồn hoa và trồng mới 35 cây cau ven đường. Toàn bộ số cây hoa này sau khi được trồng đã được bà con nhân dân thôn Tam Đa chăm sóc cẩn thận, giữ cảnh quan cho tuyến đường thôn. Gia đình tôi rất là phấn khởi vì là nó làm đẹp gia đình xã hội. Nhưng mà bây giờ ở cửa chúng tôi thì nói chung là nhà nào nhà có cái trách nhiệm. Bản thân tôi là tôi vẫn chăm sóc, cái tưới cho cây nó lên rồi nhặt cỏ, làm để cho nó đẹp, đẹp gia đình xã hội, cửa như mình phải làm đẹp. Còn tại tuyến đường khu trung tâm xã dài 1,5 km, hai ven đường đều đã được xây dựng bồn cây, lát vỉa hè, trồng cau, hoa giấy, hoa mười giờ, đẹp đẽ, sạch sẽ và xanh mát. Để xây dựng được tuyến đường này, ngoài nguồn ngân sách của địa phương, xã Tam Đa cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tài trợ 100 cây hoa giấy trị giá 20 triệu đồng. Ban chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ 45 triệu đồng mua 100 cây cau. Đường xá rộng rãi thoải mái, cây xanh hoa xanh nên là rất đẹp, tối là đường điện đường sáng. Chúng tôi cũng mong muốn là tất cả đâu đâu cũng như thế này mà cả xóm cả xã mà chỗ nào cũng rộng rãi thoải mái, các em rồi người dân đi làm cũng sung sướng. Thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, đến nay trên địa bàn xã Tam Đa đã có khoảng 5 km đường trồng hoa, cây xanh hai bên lề đường. Ngoài tuyến đường trung tâm xã, huyện Phù Cừ đã hỗ trợ hai khu dân cư kiểu mẫu tuyến đường hoa với số tiền 20 triệu đồng trên tuyến. Công đoàn cơ sở xã phát động cán bộ, công chức xã ủng hộ 25 triệu đồng, hỗ trợ 3 thôn xây dựng bồn hoa. Phong trào xây dựng các tuyến đường liên thôn cũng được người dân cùng chính quyền đồng lòng hưởng ứng. Cụ thể, tại thôn Tam Đa đã xây dựng được các bồn hoa trên tuyến đường dài 600 m. Thôn Cự Phú phát động phong trào thi đua xây dựng bồn hoa, một tuyến đường khoảng 700 m. được nhân dân và con em xa quê tài trợ khoảng 30 triệu đồng. Thôn Ngũ Phúc xây dựng bồn hoa trước nhà văn hóa thôn, được nhân dân và con em xa quê tài trợ 5 triệu đồng mua cây xanh. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn chỉ đạo các thôn và các cái trục đường liên thôn là sẽ tiếp tục là huy động sức đóng góp của nhân dân. Thế và kêu gọi con em xa quê để chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Đã tổ chức cái gia quân ngày thứ bảy chủ nhật xanh thì ủy ban xã đã chỉ đạo các ngành các cấp và đặc biệt là các thôn đã thực hiện tốt cái gia đình sạch và đường làng ngõ xóm sạch, từ đó sẽ xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp của xã nhà. Các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành đã giúp cho giao thông trong xã thuận lợi, là cơ sở giúp cho kinh tế xã hội của xã Tam Đa phát triển. Đồng thời, những con đường với hàng cây xanh mát ven đường còn khiến cảnh quan quê hương Tam Đa càng trở nên phong quang, đẹp đẽ hơn. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, trừ dầu mazut có mức giảm 830 đồng một kg, các mặt hàng xăng dầu khác đều hạ trên 1.000 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay. Theo đó, giá xăng RON 953 giảm 1.080 đồng, về ở mức 22.700 đồng một lít. E5 RON 92 là 21.670 đồng một lít, tương đương hạ 1.000 đồng. Ngoài ra, mặt hàng dầu cũng giảm nhiều nhất là dầu diesel, giảm xuống 1.590 đồng, về ở mức 23.210 đồng một lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 23.560 đồng, hạ 1.080 đồng. Còn dầu mazut cũng giảm về còn 13.950 đồng, thấp hơn 830 đồng so với cách đây 10 ngày. Tại kỳ điều hành, ngày 1 tháng 12, chi phí kinh doanh xăng dầu vẫn duy trì ở mức điều chỉnh từ hôm 11 tháng 11. Theo đó, E5 RON 92 hiện là 640 đồng một lít, RON 95 là 1.280 đồng một lít, góp phần bình ổn giá thị trường xăng dầu trong nước. Bắt đầu từ hôm qua, thời tiết thất thường, từ nắng nóng chuyển sang nền nhiệt độ thấp. Đây là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh thường gặp trong mùa lạnh, đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi và trẻ em. Thời tiết nóng lạnh thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ông bà Vũ Tiến Kỳ, đã gần 80 tuổi ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, khiến ông bà luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Để nâng cao sức khỏe, ông bà luôn chủ động có những biện pháp tích cực để phòng và bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình thì chúng tôi ăn ấm, uống ấm, mặc ấm. Bây giờ là buổi sáng hôm nay là trời mưa thì dứt khoát không đi, mà chỉ là tập với những động tác ở trong nhà. Trong cái thời điểm giao mùa này rất nhiều cái mầm bệnh, nó ảnh hưởng đến sức khỏe người già, đặc biệt những cái người mà đang mang trong mình những cái bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Đứng trước mỗi nguy hiểm của các bệnh, có những cái biện pháp
phòng bệnh, tránh thay đổi cái môi trường mà có nhiệt độ đột ngột chênh lệch giữa hai bên, là đảm bảo dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, trong thời điểm thời tiết giao mùa, gần như chật kín giường bệnh do lượng trẻ nhập viện tăng cao. Theo thống kê của bệnh viện, trong tháng 11 đã có trên 4.000 trẻ em đến khám và đã có trên 1.500 trẻ phải nhập viện để điều trị với các bệnh như viêm phế quản, viêm ruột do rotavirus, viêm dạ dày, viêm VA, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm đã tác động rất nhiều đến sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ cần có những kiến thức cơ bản phòng tránh cho con em mình. Do mấy ngày nay thời tiết nắng nóng, rồi thời tiết tự nhiên lại trở lạnh nên là cháu từ hôm qua giờ bị sốt, ho rồi đi ngoài nôn nữa. Nên là gia đình lo lắng cho cháu lên viện khám. Nên đây thì bác sĩ bảo cháu bị viêm tai hai bên, rồi virus adeno dương tính, khả năng cháu phải nhập viện. Lấy lời khuyên cho các bậc phụ huynh giữ ấm cơ thể cho trẻ. Trẻ chơi những phòng kín gió, hạn chế tiếp xúc đông người, tuân thủ với khuyến cáo của Bộ Y tế là 2K, cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Với nền nhiệt đang giảm và dự báo tình trạng này còn kéo dài nhiều ngày tới, do đó việc chăm sóc và có những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho mọi người nói chung và cho người già trẻ em nói riêng cần phải được chú trọng nhiều hơn nữa. Sáng nay, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên phối hợp với Thành đoàn Hưng Yên tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2022 với chủ đề chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Tình hình dịch HIV ở nước ta đang có xu hướng gia tăng. Tại Hưng Yên, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, có tổng số người nhiễm HIV/AIDS là trên 1.900 người, trong đó đã có hơn 900 người tử vong do AIDS. 100% số huyện, thành phố, thị xã và 96,9% số xã, phường, thị trấn có người nhiễm. Năm 2022, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chọn chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam là chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Thông điệp này khẳng định chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ như phòng, tư vấn, xét nghiệm HIV, chăm sóc, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS. Các đoàn viên thanh niên là lực lượng cần quan tâm trong thời gian tới để đạt được mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Ngay sau lễ meeting, đội ngũ cán bộ y tế và đoàn thanh niên đã tổ chức buổi diễu hành, truyền thông lưu động bằng ô tô, xe máy về phòng chống HIV/AIDS. Hoạt động đã thu hút sự chú ý và hưởng ứng của đông đảo người dân thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người không may mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, sự mặc cảm, tự ti luôn hiện hữu và khi phát hiện bệnh, dường như họ đã mất đi hy vọng cho tương lai, cuộc sống của mình. Thế nhưng điều này đã dần thay đổi khi những bệnh nhân này được tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị và được trở lại sống trong sự cảm thông, chia sẻ bởi cộng đồng. Phóng sự nhân ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS. 10 năm nay, đều đặn mỗi tháng một lần, người đàn ông này ở huyện Yên Mỹ lại đến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên để kiểm tra sức khỏe và nhận cấp phát thuốc. Năm 2012, khi phát hiện mình nhiễm HIV, sức khỏe và tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Nỗi sợ không phải vì bệnh nguy hiểm, mà vì sự kỳ thị của xã hội, vì những cơ hội về công việc sẽ bị thu hẹp lại. Thế nhưng được sự tận tình khám chữa, tư vấn của các bác sĩ và sự quan tâm của gia đình, người thân, anh đã không còn sự mặc cảm, tự ti, mà thay vào đó là lòng quyết tâm, khao khát sống. Khi mình bị bệnh rồi mà mình lạc quan, mình cảm thấy bệnh này như là một bệnh bình thường thì mình, sức khỏe mình nó sẽ ổn định hơn. Ở đây thì tất cả các bác sĩ đều giúp đỡ nhiệt tình bệnh nhân. Hiện nay, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên đang trực tiếp quản lý, khám chữa bệnh, duy trì cấp phát thuốc kháng virus ARV cho 662 bệnh nhân nhiễm HIV. Mỗi người trong số họ là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng khi đến đây, họ đều được tiếp đón bởi những nụ cười, sự chia sẻ động viên của các bác sĩ. Ở đó không hề có chỗ cho sự kỳ thị, phân biệt người bệnh. Chính điều này trở thành liều thuốc tinh thần giúp người bệnh vượt qua khó khăn, kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị, sức khỏe dần chuyển biến tích cực để tiếp tục lao động sản xuất. Đầu tiên chưa bị thì 5-6 cân, nhưng bị nó sút xuống, còn có 3-7 cân, tức là đi không đi nổi. Con trai tôi đã bảo là thôi đừng, là mẹ cháu không qua được, xin các bác sĩ về để cho các cậu mợ nhìn thấy 1-2 ngày. Nhưng về sau các bác sĩ rất là tận tình và thôi còn nước còn tát. Thì tôi về thì
Về từ 5 ví đến bây giờ thì bây giờ lại lên 57, 58 cân. Chúng ta không nên kỳ thị với bệnh nhân nhiễm HIV. Tại vì với bệnh nhân HIV ấy, mà đã điều trị, mà đo tải lượng virus, mà dưới ngưỡng người ta được điều trị, người ta uống thuốc, người ta vẫn lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái bình thường. Nhiễm HIV/AIDS không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của một con người nếu như họ có đủ nghị lực, niềm tin và tiếp cận điều trị sớm. Cùng với đó là sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng để xóa bỏ sự kỳ thị với những bệnh nhân H, để họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong 11 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra và xử lý gần 700 vụ vi phạm gian lận thương mại với tổng số tiền vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng. Tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng diễn biến phức tạp. Các vụ việc kinh doanh, vận chuyển, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng hàng hóa lớn, giá trị cao vẫn được phát hiện. Để thị trường hàng hóa ổn định, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thành viên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại. Trong đó, tập trung kiểm tra những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại, tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Thực hiện cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra được 28 cơ sở, 8 trong số đó đã bị xử phạt với số tiền hơn 20 triệu đồng. Các cơ sở đã tiến hành kiểm tra bao gồm 5 nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, một trung tâm thương mại, hai chợ và 20 cơ sở quán hát karaoke. Các nội dung được kiểm tra chủ yếu là hồ sơ về phòng chống cháy nổ, các thiết bị trang bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy. Với các cơ sở hát karaoke là hệ thống chốt cửa và thang thoát hiểm của các nhà cao tầng. Qua kiểm tra, đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính với 8 cơ sở, trong đó có một nhà trọ, một chợ, còn lại là các quán karaoke, với các vi phạm chủ yếu là chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị đã cũ hỏng, không còn đủ điều kiện phòng, báo cháy và chưa có cầu thang thoát hiểm. Vừa qua, tại xã Phạm Ngũ Lão, Tòa án Nhân dân huyện Kim Động tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tại thị trấn Lương Bằng, Công an huyện Kim Động đã phát hiện Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1995, tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy loại methamphetamine nhằm mục đích sử dụng. Vụ án thứ hai xét xử đối với bị cáo Phạm Thanh Toán, sinh năm 1987, cư trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, ngày 28 tháng 8 năm 2022, Toán đã đập phá xe ô tô của anh Phạm Văn Huynh ở xã Hiệp Cường, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 750.000 đồng. Căn cứ tính chất mức độ hậu quả và hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn mức án 6 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Toán 1 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Và sau đây chương trình sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế.